Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 31, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại học viện Tienza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản trong trang 33. Hàng thứ tư, xem từ câu thứ hai. Sở hữu quốc thành, tụ lạc, quyến thuộc, trân bảo, đô vô sở trước, hằng dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, lục độ chi hạnh, giáo hóa an lập chúng sanh, trụ ư vô thượng chân chánh tri đạo. Đoạn kinh văn này là nói A Di Đà Phật trong nhân địa tu lục độ vạn hạnh, giáo hóa chúng sanh, cũng là nay chúng ta phải tu học hạnh Bồ Tát. Đoạn kinh văn phía trước là nói A Di Đà Phật Ngài tự mình tu trì. Trong đoạn kinh văn này là nói là giúp cho người khác, cũng tức là chúng ta thường nói giáo hóa chúng sanh, tự hành hóa tha, cũng là chúng ta phải nên noi theo, phải nên học tập. Quốc thành, tụ lạc, tức là hiện nay chúng ta nói bất động sản của trong tài phú. Bất động sản như là ruộng đất, nhà cửa. Ngài Pháp Tạng, tức là A Di Đà Phật trong nhân địa, thân phận của Ngài là vị quốc vương. Vào thời xưa, hàng đế vương được gọi là giàu có bốn biển, điều của thiên tử. Quốc gia này là của Ngài, tức là tài sản trong nước đều là của Ngài. Nhưng Ngài có thể xả bỏ ngôi vua, và cũng xả bỏ hết thảy tất cả tài phú sản nghiệp của Ngài. Kể cả các quyến thuộc, trong các quyến thuộc thì có thân quyến thuộc, tức là gia đình thân nhân của mình. Lúc Ngài làm quốc vương thì có ngoại quyến thuộc, như tất cả văn võ đại thần đều là ngoại quyến thuộc của Ngài. Ngài cũng đều xả bỏ hết tất cả, rồi Ngài phát tâm xuất gia. Trân bảo là những vật quý báu nhất của trong đặc tài phú, thảy đều không tham luyến. Đây là nêu ra những vật quý nhất, còn những thứ nhỏ khác thì không cần nói, Ngài cũng xả bỏ hết, trong tâm mới được thanh tịnh. Ngài xuất gia tu hành, tu như thế nào? Kể tiếp là nói Ngài sau khi xuất gia, Ngài đã làm những sự nghiệp gì? Hằng dĩ, hằng là hằng thường, mãi mãi không thay đổi, mỗi ngày thực hiện, hết lòng thực hiện, nỗ lực thực hiện công tác bố thí.
Chúng ta nhìn thấy hai chữ bố thí này cũng nghĩ rằng bố thí nhất định phải có tiền tài thì mới thực hiện được điều này. Quý vị nên biết trong bố thí bao hàm phạm vi rất là rộng lớn. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói cho chúng ta 70 mấy thứ bố thí, phạm vi rất là rộng lớn. Phạm là làm lợi ích cho chúng sanh, cho xã hội. Khi chúng ta nghĩ đến, phải tận tâm tận lực mà làm thì gọi là bố thí. Ngài Pháp Tạng sau khi xuất gia, người tại gia cống hiến cho xã hội là dùng tiền tài, chủ yếu là bố thí tài. Còn người xuất gia đã xả bỏ hết tất cả tiền tài vật chất, cuộc sống của họ là mỗi ngày đi khất thực. Năm xưa, như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài cũng là đi khất thực. Vậy Ngài lấy cái gì để bố thí? Ngài đã lấy pháp để bố thí, tức là giáo hóa chúng sanh. Lấy pháp để bố thí, cho nên chủ yếu là bố thí pháp, tức là Ngài giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Về sau, các đệ tử của Ngài như Tôn giả A Nan, Tôn giả Ca Diếp và các đại đệ tử của Ngài mới ghi chép lại những lời dạy của Phật suốt một đời để truyền cho đời sau, tức là nay chúng ta thấy được kinh điển của Phật giáo. Đây là bố thí pháp, chủ yếu là lấy pháp để bố thí. Chủ trì giới, trì giới rất là quan trọng. Giới luật không chỉ là trong kinh nói một số giới điều, mọi người cũng đều biết người tại gia học Phật có 5 giới, có 8 giới. 8 giới là bát quan trai giới, có tại gia Bồ Tát giới. Đây là mọi người đều biết. Người xuất gia có giới sa di, có giới tỳ kheo, tỳ kheo ni và giới Bồ Tát. Những giới điều này chúng ta đều gọi là lục nghi giới. Lục nghi giới này được ghi chép lại đều ở trong giới kinh. Ngoại trừ lục nghi giới ra, thành thật mà nói, Phật tại trong tất cả kinh điển, với lòng từ bi của Ngài khuyên dạy chúng ta, thảy đều là giáo giới. Không nhất định là trong lục nghi giới, mà chúng ta phải tuân giữ tất cả lời dạy của Phật, đều phải hết lòng mà học tập. Phật dạy chúng ta làm, chúng ta nhất định phải nỗ lực mà làm. Phật không cho chúng ta làm, chúng ta nhất định không làm. Đây là tuân giữ lời Phật dạy. Nếu như phế bỏ giới luật,
thì không có sự hành trì của Phật pháp. Cho dù mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, nghiên cứu thảo luận Phật pháp cũng không có lợi ích gì. Tại vì sao? Vì đã tách rời cuộc sống. Dù có học được, có giảng được rất hay, cũng không có lợi ích, không có kết quả. Cho nên tu học Phật pháp từ đầu đến cuối là chú trọng ở nơi hành. Trong Tịnh Tông chúng ta thờ tôn tượng của Phật Bồ Tát là Tây Phương Tam Thánh. Hình thức thờ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh chính là chú trọng ở nơi hành. A Di Đà Phật là bổn tôn, thờ ở chính giữa. Quan Thế Âm Bồ Tát là tiêu biểu hành, Đại Thế Chí Bồ Tát là tiêu biểu trí. Người Hoa chúng ta từ xưa đến nay, bên tay trái là Thượng Phương thì thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, bên tay phải thì thờ Đại Thế Chí Bồ Tát. Quý vị xem câu đối, câu bên trái là Thượng Liễn, câu bên phải là Hạ Liễn. Quý vị thấy bên trái là Quan Thế Âm Bồ Tát, bên phải là Đại Thế Chí Bồ Tát, thì biết được pháp môn này là chú trọng hành. Kế đến là trí, đặc biệt là chú trọng thực hành. Chữ giới này tức là bảo quý vị hết lòng mà làm, phải giữ phép tắc, phải tuân theo lời giáo huấn của Phật. Thành thật mà nói, Phật giảng kinh thuyết pháp vẫn là bị hạn chế bởi thời gian. Lúc Phật còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Thời gian 49 năm cũng không phải là dài lắm. Có rất nhiều sự việc trong pháp thế gian và xuất thế gian không có nói đến thì quá nhiều quá nhiều. Vì vậy chúng ta phải nắm lấy những nguyên lý, nguyên tắc của Phật nói với chúng ta, phải hiểu rõ giới luật. Cho nên trong giới luật thì Phật có nói tam tụ tịnh giới. Tụ tức là loại, có ba đại loại. Chúng ta thấy trong kinh Phật có nói loại thứ nhất là lục nghi giới, đây là Phật nói. Còn những thứ giới điều mà Phật không có nói đến lại tương ứng với ý của Phật, chúng ta đều phải tuân giữ. Không thể nói Phật không có nói thì không tuân giữ. Như hiện nay có rất nhiều người hút thuốc lá. Hút thuốc lá có tốt hay không? Hút thuốc lá không có vấn đề. Tuy Phật tại trong kinh không có nói, nhưng chúng ta biết hút thuốc lá đối với mình không có tốt gì, đối với người khác cũng không có tốt gì. Có lẽ năm xưa Phật còn tại thế, ở Ấn Độ không có thuốc lá. Nếu có thuốc lá có thể cũng liệt vào trong giới điều. Như giới điều này thì quy nạp trong nhiếp thiện pháp giới, tức có nghĩa là phàm là thiện chúng ta đều phải nên giữ, đều phải làm, ác thì không nên làm. Tuy là Phật không có nói, nhưng chúng ta biết tinh thần của giới luật là phòng phi chỉ ác, đoạn ác, tu thiện. Tuy Phật không có nói, nhưng chúng ta cũng phải tuân giữ. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là nhiều ít hữu tình giới. Việc này có nên làm hay không? Tuy Phật không có nói, nhưng việc này đối với chúng sanh có lợi ích thì quý vị
phải nên làm. Chỉ cần đối với chúng sanh có lợi ích, giả lại sự lợi ích chia làm ba bậc: hiện tại có lợi ích, tương lai có hại thì không nên làm, về sau có hại thì không nên làm. Phật nói cái gì là có lợi ích chân thật? Hiện tại có lợi ích, tương lai cũng có lợi ích, thì việc này thật sự là thiện. Hoặc là hiện tại tuy không có lợi ích nhưng tương lai có lợi ích, thì việc này cũng là thiện. Cho nên nhãn quan của Phật Bồ Tát thấy được tương lai rất xa, không phải chỉ thấy trong một thời gian. Mọi người hiện nay có thể nói thấy điều khen ngợi khoa học cận đại, khoa học đã đem lại cho nền văn minh cận đại. Người qua thời xưa chúng ta, họ có biết khoa học hay không? Biết chứ. Vì sao nền khoa học của chúng ta lạc hậu? Thí như trên thế giới có tứ đại phát minh, kim chỉ nam và thuốc nổ là do người Trung Quốc phát minh. Vào thời xưa, vào thời xa xưa họ đã phát minh rồi. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, vào thời đại Vương Mãn đã có người nghiên cứu chế tạo ra loại máy bay rất thô sơ. Đến đời nhà Hán thì có Gia Cát Lượng chế tạo ra loại xe vận tải Mộc Ngư Lưu Mã. Vì sao không truyền những thứ này cho người đời sau mà lại phá hủy nó? Cổ nhân Trung Quốc biết rõ những thứ này hiện tại tuy có lợi ích nhưng trong tương lai thì không có lợi ích. Cái sự thật này nay đã được chứng minh. Khoa học kỹ thuật ngày nay là đã tiến bộ, nền khoa học được phát triển, nhưng giá trị quan của con người đã suy giảm. Xưa kia cuộc sống của con người, cho dù cuộc sống vật chất rất thiếu thốn nhưng tâm họ thanh tịnh, tâm họ định, họ có thể dung hòa với thiên nhiên thành một mảng. Người Hoa chúng ta miêu tả cuộc sống của họ vui sướng thơ mộng, đó là họ có sự hưởng thụ của đời người. Hiện nay người hiện nay hưởng thụ những gì? Sự hưởng thụ của người hiện nay chúng ta mà so với người xưa kia thì kém hơn rất xa. Bất cứ trong ngành nghề nào cũng không bằng cổ nhân. Cổ nhân Trung Quốc họ biết rõ phát triển khoa học kỹ thuật sẽ để lại di hại, đó là hủy diệt thế giới. Cho nên họ không phát triển khoa học kỹ thuật, họ không tạo tội nghiệp này. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, cách nghĩ của họ rất có lý. Họ nghĩ nhân tố đầu tiên là gì? Là thế giới hòa bình. Họ nghĩ là xã hội an định. Cách nghĩ của họ xa hơn, sâu hơn người hiện nay. Mà không phải cổ nhân không có khả năng phát triển khoa học kỹ thuật. Cổ nhân khởi tâm động niệm, họ đối với lịch sử
là chịu trách nhiệm. Bởi vì phát triển khoa học kỹ thuật, nên ở thời đại nào, tiêu chuẩn đạo đức của mỗi một người đều đạt đến mức cao nhất định, thì mới thật sự có lợi ích. Lòng người thuần thiện, lòng người không có ích kỷ. Cho nên thể chế cùng chung, tài sản là lý tưởng chí cao vô thượng. Trên thế giới này chúng ta có thực hiện được hay không? Không được. Vì sao không được? Vì mỗi một người đều có tự tư tự lợi. Chỉ cần có nhân ngã thị phi thì không thực hiện được. Hạng người nào có thể thực hiện được? Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thể thực hiện được. Người ở cõi Cực Lạc thấy điều là đại công vô tư. Họ không có mảy may lòng ích kỷ. Họ luôn luôn đều vì tất cả chúng sanh. Chẳng những họ vì tất cả chúng sanh trong nước, mà còn vì tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Họ mới có tư cách nói đến thể chế cùng chung tài sản. Trên thực tế 3.000 năm trước trong Phật giáo thì đã thực hiện rồi. Phật có dạy cho chúng ta lục hòa kính trong tăng đoàn. Điều thứ 6 là lợi hòa đồng quân, tức là cùng chung tài sản. Lợi tức là sự hưởng thụ tất cả vật chất, mọi người đều bình đẳng. Người thế gian chỉ có cái lý tưởng tượng, không có thực chất. Thế như nói bốn chữ chân thiện mỹ huệ, trong thế gian này chúng ta có cái danh từ này, có thực chất hay không? Không có. Không có. Vì sao không có thực chất? Bởi vì là người phàm phu, họ có phiền não, họ có thị phi nhân ngã, họ có tham sân si mạng. Cho nên cái lý tưởng tượng của họ không thể thực hiện được. Còn thế giới của chư Phật là bình đẳng. Đặc biệt là Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh có nói Cực Lạc thế giới là thật sự bình đẳng. Chúng ta phải nên học điều này. Nhẫn nhục là nhẫn nại. Tự mình tu hành phải có tâm nhẫn nại. Trong quá trình tu hành đương nhiên là có trắc trở. Quý vị càng dũng mãnh tinh tấn thì nhất định sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở. Vì sao lại gặp phải nhiều trắc trở như vậy? Nguyên nhân gặp phải nhiều trắc trở là do chúng ta đã tạo tác ác nghiệp từ vô thủy kiếp cho đến nay. Bởi nghiệp lực làm trở ngại. Đây là điều không thể tránh khỏi. Nay chỉ có một phương pháp, chính là phải có tâm nhẫn nại. Lực lượng của tâm nhẫn nại mới có thể tiêu nghiệp. Nếu như có định lực có thể diệt nghiệp, nhẫn nại có thể tiêu diệt tiêu nghiệp. Không nên tranh chấp, mà phải dùng trí huệ, có tâm nhẫn nại để hóa giải vấn đề. Lời nói uyển chuyển, không thụt lùi, chỉ có tinh tấn. Cho nên trước có nhẫn nhục thì sau mới có tiến bộ. Không nhẫn nại thì nhất định gặp phải trắc trở. Cho nên nhất định phải nhẫn nại thì mới có tiến bộ, thì mới có tinh tấn. Có tinh tấn mới có thể đạt đến thiền định. Có định thì diệt nghiệp,
có nhẫn thì tiêu nghiệp, có định thì diệt nghiệp, tức là đã đoạn diệt nghiệp trướng thì mở mang trí huệ, tức trí huệ bát nhã hiện tiền. Bồ Tát tu hành là y theo sáu điều cương lĩnh này, cũng dùng sáu điều này giúp cho tất cả chúng sanh. Lục độ chi hạnh giáo hóa an lập chúng sanh, đem phương pháp mình đã tu đã học đã được thành tựu cung cấp cho người khác làm tham khảo, giúp cho người khác tu hành. Trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo, tâm an trụ ở đâu? Phải an trụ tại tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Đây chính là vô thượng chân chánh chi đạo. Cho nên trong Tịnh Tông là rất chú trọng câu này. Dùng lời hiện nay mà nói, thấy điều thực hiện được, tuyệt đối không phải đàm huyền huyết diệu. Thấy điều thực hiện được, thân tâm thật sự an trụ tại tam tư lương tính nguyện hạnh, an trụ tại chỗ này, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do thành như thị chư thiện căn cố, câu này là nói A Di Đà Phật trong nhân địa, Ngài đã tu hành nhiều kiếp, không mệt không chán, cho nên Ngài được thành tựu chân thật thiện căn. Sở sanh chi xứ, đây là nói cảm ứng, vô lượng bảo tạng tự nhiên phát ứng. Ý nghĩa của hai câu này tức là người thế gian thường nói phước báo, tài phú và địa vị, ba thứ này từ đâu mà có? Nhất định là có nguyên nhân, toàn là trong đời quá khứ hoặc là trong đời này do thiện nghiệp chiêu cảm. Ta trong đời này có được giàu sang hay nghèo nàn đều do nghiệp lực chi phối, tự mình không làm chủ được. Tự mình mà làm chủ được là Phật Bồ Tát, tuyệt đối không phải người phàm phu. Người phàm phu là do nghiệp lực làm chủ, Phật Bồ Tát là nguyện lực làm chủ. Nguyện lực chính là tự mình làm chủ. Vì sao nguyện lực của chúng ta không làm chủ được? Vì chúng ta có nghiệp lực. Nghiệp lực lớn hơn nguyện lực, cho nên nguyện lực của chúng ta không thể thực hiện được, vẫn còn bị nghiệp lực chi phối. Chỗ này nói A Di Đà Phật, Ngài tu hành nhiều kiếp, Ngài đã tiêu nghiệp chướng, Ngài đã đoạn nghiệp chướng, cho nên nguyện lực của Ngài có thể thực hiện được, không có trở ngại. Do đây mới biết lục độ, lục ba la mật là phương pháp tiêu nghiệp có hiệu quả nhất. Phát Bồ Đề tâm
và nhất tâm niệm Phật là phương pháp diệt nghiệp hay nhất. Đây là tất cả nguyện vọng của Ngài rất tự nhiên thì hiện tiền. Hoặc vì trưởng giả cư sĩ hào tánh tôn quý, hoặc vì sát lợi quốc vương chuyển luân thánh đế, hoặc vì lục dục thiên chủ. Đây là nói Ngài thị hiện trong cõi dục giới. Trong cõi dục giới có sáu tầng, nãi chí phạm vương. Phạm vương là trong sắc giới thương, là trong sắc giới thiên. Trong đoạn kinh văn này cũng giống như trong phẩm phổ môn kinh Pháp Hoa có nói, Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này là theo ý muốn của mình, nên hiện thân phận gì để giáo hóa chúng sanh thì Ngài liền hiện, thì Ngài liền thị hiện thân phận đó độ chúng sanh rất là tự tại. Cho nên Bồ Tát thị hiện ở đâu? Thị hiện trong lục đạo. Trong lục đạo có nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề, người phàm phu chúng ta không nhận biết họ. Bồ Tát trong cuộc sống hàng ngày không có khác gì với chúng ta, thế nhưng họ dùng tâm thì khác hơn chúng ta. Tâm của họ là thanh tịnh, họ dùng tâm là tâm từ bi, thanh tịnh bình đẳng từ bi. Bất luận họ trong nghịch nghề nào, bất luận họ thân phận gì, tâm họ luôn luôn vẫn là thanh tịnh bình đẳng từ bi. Xem họ áp dụng ở nơi nào thì biểu hiện ở nơi đó, thì gọi là hành Bồ Tát đạo. Ư chư Phật sở tôn trọng cúng dường vị tầng gián đoạn. Trong mấy câu này là nói Bồ Tát bất luận thị hiện thân phận gì, bất luận trong ngành nghề nào, họ nhất định là tôn trọng cúng dường. Hay nói cách khác, họ nhất định hiểu thần tôn sư trọng đạo. Bất luận họ cộng tác trong ngành nghề nào, họ nhất định tôn trọng cúng dường. Họ hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng. Cho nên Bồ Tát thân cận chư Phật, tôn trọng cúng dường chưa từng gián đoạn. Đây là nói thần giáo, lấy thân mình làm gương cho đại chúng. Nền giáo dục của Phật là nền giáo dục toàn thiện nhất trong thế xuất thế gian. Do ai đề xướng? Do chư Bồ Tát đề xướng. Vì chư Bồ Tát đã hiểu rõ, Bồ Tát không đề xướng thì ai đề xướng? Tự mình phải nêu gương. Ngài là vị quốc vương, Ngài nhất định đề xướng nền giáo dục của Phật giáo, để làm chính sách của quốc gia. Nếu Ngài là trưởng giả cư sĩ gia tộc quý phái, Ngài nhất định dùng thân phận của Ngài và dùng sự giàu có của Ngài để đề xướng nền giáo dục của Phật giáo. Ngài nhất định thực hiện điều này. Đây là Ngài tôn trọng cúng dường chư Phật chưa từng gián đoạn.
Như thị công đức thuyết bất năng tận, tức là công đức như vậy nói cũng không hết. Đề xướng nền giáo dục của Phật giáo là công đức thù thắng nhất. Thành thật mà nói, nay trong thế gian này là loạn thế. Hiện nay trong thế gian này có người làm tổng thống, cũng có người làm quốc vương, và có rất nhiều người gia tộc quý phái, nhưng họ lại không biết, cũng không nghe nói có nền giáo dục thù thắng như vậy. Họ chưa từng thấy nghe. Cho dù họ có thấy nghe, nhưng họ sanh lòng hiểu lầm, rất khó tiếp nhận, thì làm sao có thể đề xướng. Cho nên gia tộc quý phái đó không có cái gì là tôn quý. Tại vì sao? Vì tuy họ đã có tu phước nhiều đời, tuy họ có được phước báo, nhưng họ trong đời này đã hưởng hết phước báo đó. Sau khi họ hưởng hết phước báo đó, trong đời này họ cũng không có tiếp tục tu phước, thì đời sau thì không có phước báo, thì đời sau không có phước báo. Nếu trong đời này họ mà tạo tác ác nghiệp, đời sau họ sẽ đọa lạc. Cho nên mới biết sự giàu có trong thế gian không phải thật sự là tôn quý. Người thật sự tôn quý là phải cầu giải thoát. Mà phương pháp giải thoát, tuy trong kinh luận Đại Thừa có nói, nhưng thật sự có hiệu quả, thật sự nắm phần giải thoát, thì chỉ có pháp môn Tịnh Tông này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đến cuối đời, tức là những năm sau cùng của Ngài, Ngài thật sự vô cùng từ bi. Ngài thật sự đã tới cảnh giới vô ngã, bởi vì Ngài nhất tâm nhất ý chỉ cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, không có ý niệm thứ hai. Ngài không còn dính dáng gì với tất cả nhân sự vật trong thế gian, toàn tâm toàn lực hội tập chú giải và khuyên người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Ngoại trừ hội tập chú giải kinh Vô Lượng Thọ ra, Ngài có biên soạn mấy quyển sách như Tịnh Độ Tư Lương, Cốc Hưởng Tập là chuyên giảng cho các đồng tu học Mật Tông. Ngài vốn là Bậc Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Hiện nay ở Đài Loan, chúng tôi đang cho in quyển sách này, nhưng chưa in xong. Còn có một quyển Tâm Thanh Lục. Trong quyển sách này có mười mấy bài văn chương, Cũng rất là quan trọng. Ngài rất thành thật mà nói với chúng ta rằng tu thiền và mật rất khó được thành tựu. Ngài cũng thường nói, ở Trung Quốc đại lục trong 40 năm nay,
Sau khi Đảng Cộng sản thống trị Trung Quốc, đến nay có hơn 40 năm. Dân số Trung Quốc có khoảng 1 tỷ người. Người tu học mật tông rất nhiều, thật sự được thành tựu chỉ có 6 người. Thì quý vị mới biết tu mật tông rất khó thành tựu. Còn người niệm Phật được thành tựu trong quyển Quảng Sanh Thân Văn Ký đời cận đại của Pháp Sư Khoan Lục viết thì có đến mấy trăm người được vãng sanh. Đây là Pháp Sư được biết đến. Còn có rất nhiều người Pháp Sư không biết đến. Tôi tin rằng Pháp Sư không biết đến có lẽ còn nhiều hơn đã biết đến. Cho nên pháp môn niệm Phật này là con đường rất vững vàng đến cõi cực lạc. Trong đoạn kinh văn này chính là nói tôn trọng Phật Pháp, đề xướng Phật Pháp và xúc tiến Phật Pháp phát dương quang đại. Tại trong Phật Pháp, nhất là pháp môn tịnh độ, thật là không thể nghĩ bằng. Nguyên nhân chính là khiến cho tất cả chúng sanh trong đời này nhất định đạt được sự lợi ích chân thật. Thân khẩu ý, thân khẩu thường xuất vô lượng diệu hương, do như chiên đàn, ư bát la hoa, kỳ hương phổ hương, vô lượng thế giới. Đoạn kinh văn này là nói tâm nguyện như Phật, do thân này hành, khẩu nói pháp, thảy đều như Phật vậy. Vì vậy, rất tự nhiên thì thân có ánh sáng, thì có diệu hương. Người thế gian không dễ gì thấy được ánh sáng. Thế nhưng, chư Phật Bồ Tát thì thấy được ánh sáng. Chư Thiên Quỷ Thần cũng thấy được ánh sáng. Thế nhưng mùi thơm thì chúng ta dễ quắc, dễ phát giác được. Trong thân của mỗi một người cũng có mùi vị. Mùi vị có thơm hay không là có liên quan với tư tưởng hành trì của quý vị. Vì sao có liên quan? Vì cái thân này là một thứ vật chất rất gần với chúng ta. Trong kinh Phật có nói cảnh chuyển theo tâm. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh thì tỏa ra mùi thơm, gọi là diệu hương. Nếu trong tâm có phiền não, có lo lắng, có ác niệm thì không thanh tịnh, thì mùi vị trong thân rất khó ngửi. Dù có xịt nước hoa cũng không thể che đậy được. Cho nên tâm thanh tịnh thì thân thể tự nhiên có mùi thơm. Ở bên Trung Quốc đại lục, thật sự có cao tăng tu hành. Chúng ta không thể sánh với người ta. Như Lão Hòa Thượng Hư Vân, tôi chưa thấy qua Lão Hòa Thượng, tôi chỉ nghe nói. Nghe nói Lão Hòa Thượng
Ngài một năm chỉ tắm rửa một lần và cạo đầu một lần. Tóc của lão hòa thượng Hư Vân rất dài, một năm Ngài cạo đầu một lần và tắm rửa một lần. Bộ quần áo đang mặc đương nhiên là rất dơ, lại cũ rách. Thế nhưng trong thân của Ngài tỏ ra mùi thơm thanh khiết, không như trong thân của người thế gian mùi vị rất khó ngửi. Thế nhưng trong thân của Ngài có mùi thơm. Bộ quần áo dơ bẩn cũ rách của Ngài đang mặc cũng có mùi thơm. Đây là chúng ta dễ phát giác được. Còn ánh sáng trong thân của Ngài thì phàm phu nhục nhãn chúng ta không thấy được. Thế nhưng chúng ta có thể phát giác mùi thơm. Bồ Tát thân tâm như Phật, cho nên hương quang của Ngài tỏa khắp vô lượng thế giới. Ở chỗ này nói A-di-đà Phật tu hành nhiều kiếp, tâm của Ngài lớn, Ngài phát đại nguyện, cho nên hương quang trang nghiêm của Ngài tỏa khắp pháp giới. Chúng ta từ chỗ này thì có thể thấy được tâm của Ngài rất thanh tịnh, rất thanh tịnh, giả như tâm nguyện của chúng ta cũng như A-di-đà Phật vậy. Và lời nói hành vi của chúng ta cũng như A-di-đà Phật vậy, hết lòng cố gắng tu hành như Phật vậy, hết lòng cố gắng tu hành như Phật vậy, thì hương quang của chúng ta cũng được oai thần bổn nguyện của Phật gia trì, thì đương nhiên cũng tỏa khắp vô lượng thế giới. Đây là theo chân lý mà nói, theo chân lý là nói như vậy, thì trên sự cũng có thể thực hiện được. Chúng ta phải nên tu học điều này. Tùy sở sanh xứ, sắc tướng đoan nghiêm, tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo, tất giai cụ túc. Mấy câu kinh văn này là nói Ngài Pháp Tạng tu hành lúc sắp thành tựu viên mãn. Ngài đến thị hiện, bất luận ở nơi nào, Ngài đến thị hiện đều là đức tướng trang nghiêm viên mãn, thủ trung thường xuất vô tận chi bảo, trang nghiêm chi cụ, nhất thiết sở tu tối thượng chi vật, lợi lạc hữu tình. Trong Phật giáo thường nói, người trong cửa Phật có cầu thì ứng. Thật sự là có cảm ứng. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, vị thầy đầu tiên của tôi là Đại sư Trương Gia, Ngài giảng dạy Phật Pháp cho tôi. Thì Ngài rất thận trọng nói với tôi câu này: người trong cửa Phật có cầu thì ứng. Nhưng có lúc chúng ta cầu không được, cầu không được là không ứng phải không? Không phải, là vì quý vị tự mình có trở ngại. Cho nên không được cảm ứng. Quý vị phải dẹp bỏ trở ngại đó của mình đi, thì sự cảm ứng sẽ hiện tiền. Cầu thành Phật còn có thể đạt được, huống chi là những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Làm sao mà không cầu được? Có một năm
trong thời kỳ giảng kinh sớm nhất, khoảng 20 mấy năm về trước. Lúc đó tôi đang giảng kinh ở chùa Pháp Hoa, ở đường Tây Ninh Nam Lộ, khu Tây Môn Đinh, thành phố Đài Bắc. Tôi giảng kinh Địa Tạng. Tôi ở chùa Pháp Hoa giảng kinh Địa Tạng. Tôi còn nhớ lúc đó có Pháp Sư Quảng Khâm đến nghe giảng một lần. Còn người thường thường đến nghe giảng thì có Pháp Sư Đức Dung, nay thì không còn tại thế, đã qua đời rồi. Khi tôi giảng đến, có cầu thì ứng. Sau khi giảng xong thì Pháp Sư Đức Dung đưa ra câu hỏi. Ông ấy hỏi tôi: thưa Pháp Sư, câu có cầu thì ứng này, trong lòng tôi hoài nghi. Tôi hỏi: vì sao ông hoài nghi? Ông ấy nói: tôi cầu Phật Bồ Tát cảm ứng cho một cái tủ lạnh đã cầu 3 năm cũng không có cảm ứng. Tôi nghe rồi liền hỏi ông ấy, bởi vì ông ấy ở trong một cái am nhỏ. Tôi hỏi: ngôi đạo tràng của ông bao lớn? Ông trả lời là một cái am nhỏ. Tôi hỏi: có mấy người ở trong am? Ông trả lời: chỉ có một người. Tôi nói: chỉ có một người thì không cần tủ lạnh. Ông cầu thì phải cầu như lý, cầu như pháp mới được cảm ứng. Đây ông cầu là có lòng tham sân si mà cầu, thì đương nhiên Phật Bồ Tát không cảm ứng cho ông. Phật Bồ Tát chỉ giúp cho ông thành thiện, nguyện thiện, việc thiện, tuyệt đối không bao giờ giúp cho ông tăng trưởng lòng tham sân si. Cho nên nguyện ác, cầu ác sẽ không bao giờ có cảm ứng. Nguyện thiện, cầu thiện, hễ có cầu thì ứng. Tôi đã giải thích cho ông ấy nghe. Tôi nói: cách cầu này của ông chỉ có, dù có cầu 30 năm cũng không có cảm ứng, bởi vì cách cầu này không như lý, cũng không như pháp. Hay nói cách khác, không nên cầu. Đây là điều sai lầm. Trong đoạn kinh văn này, Phật nói A-di-đà Phật đích thật có năng lực này, lợi lạc hữu tình. Tức là trong phần trước có nói sự lợi ích chân thật, phải cầu như lý như pháp thì nhất định được cảm ứng. Do thị nhân duyên năng linh vô lượng chúng sanh, giải phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Ngày chúng ta nghe được đoạn kinh văn này, chúng ta cũng nên phát tâm phát vô thượng Bồ Đề Tâm, tức là rất ngưỡng mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta rất muốn sanh về có cực lạc. Có cái tâm này chính là vô thượng Bồ Đề Tâm. Xin xem tiếp phẩm 9, thành tựu viên mãn. Phật cáo A Nan: pháp tạng tỳ kheo, tu Bồ Tát hạnh tích công lũy đức vô lượng vô biên. Đoạn kinh văn này là nói Bồ Tát trong nhân địa tu hành khó hành mà hành được, khó bỏ mà bỏ được. Hai câu này là nói tổng cương lĩnh của sự tu hành, nhất định phải buông bỏ. Buông xả là phải buông bỏ hết trong tâm, không có một mảy may phân biệt chấp trước, thì trong tâm chúng ta mới thật sự thanh tịnh. Quý vị nên biết, tâm thanh tịnh thì sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Người thế gian biết cũng không nhiều. Nếu quý vị thật sự muốn đạt được sự hưởng thụ hạnh phúc vui sướng nhất của đời người, thì tâm phải thanh tịnh. Quý vị phải buông bỏ hết thì liền đạt được. Không ai cản trở quý vị. Thành thật mà nói, tự mình cản trở mình, vì quý vị không chịu buông bỏ. Không phải người khác cản trở quý vị, mà là tự mình cản trở mình.
Chỉ cần chúng ta nhất tâm mong muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải buông bỏ hết những thứ khác. Chúng ta phải buông bỏ hết để cho tâm này không nhiễm bụi trần, khôi phục lại thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Khó hành mà hành được, người khác không làm được, nhưng Bồ Tát làm được. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này vô cùng sâu rộng. Chúng ta phải nên học tập. Nói được cụ thể nhất thì ở phần sau của kinh này, từ phẩm 32 đến phẩm 37 thì nói được rất là tường tận. Ừ nhất thiết pháp, nhi đắc tự tại, phi thị ngữ ngôn, phân biệt chi sở năng tri. Nhất thiết pháp là chỉ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, ngài đã được tự tại. Hay nói cách khác, dùng lời hiện nay mà nói, tức là thấy điều như ý muốn. Ngài thật sự đạt được tự tại an lạc. Ngài đã chứng đến cảnh giới mà Thích Ca Mâu Ni Phật cũng phải nói, không phải dùng tư tưởng lời nói phân biệt mà có thể biết được. Phật cũng nói không ra, tự mình nhất định phải thế nhập cảnh giới này thì mới có thể biết được. Sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu. Đây là tổng kết 48 nguyện ở phần trước. Pháp Tạng Bồ Tát tu hành đã thành tựu viên mãn. Như thật an trụ, cụ túc trang nghiêm, quy đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ. Câu như thật an trụ này tức là ngài thật sự đã chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn. Kiến tạo cõi cực lạc trang nghiêm, ngài giáo hóa chúng sanh thuận lợi thành quả, mọi thứ đều như nguyện vọng. Không có một thứ nào trái với tâm nguyện. Quy đức quảng đại, nếu dùng lời hiện nay mà nói là cuộc sống tinh thần, thanh tịnh Phật độ là cuộc sống vật chất, thấy đều được đầy đủ tốt đẹp. A Nan, văn Phật sở thuyết. Tôn giả A Nan nghe Thích Ca Mâu Ni Phật chú trọng khuyến khích giới thiệu như vậy thì Tôn giả A Nan nêu ra một vấn đề. Bạch Thế Tôn ngôn: Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề giả, tức là liền bạch Phật rằng Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật rồi, vì thị quá khứ Phật gia, vị lai Phật gia, vi kim hiện tại tha phương thế giới gia. Đây là ngài A Nan muốn biết A Di Đà Phật là quá khứ Phật, hoặc là vị lai Phật, hay là hiện tại Phật,
Nếu là hiện tại Phật, đương nhiên là không ở Ta Bà thế giới này, bởi vì một thế giới chỉ có một vị Phật, không có hai vị Phật. Nếu là hiện tại Phật, đương nhiên là ở tha phương thế giới, không ở Ta Bà thế giới này chúng ta. Thế Tôn cáo ngôn: Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Đoạn kinh văn này rất là quan trọng. Thành thật mà nói, bởi vì sự trở ngại lớn nhất của phàm phu chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba thứ này là phiền não tập khí rất sâu. Phật nói thật với chúng ta, nhưng chúng ta nghe không hiểu. Càng nghe càng không hiểu. Nếu Phật nói lời giả dối, chúng ta nghe rồi cảm thấy rất có lý. Cho nên người thế gian tin giả không tin thật. Nghe lừa không nghe khuyên, khuyên không nghe, thể lừa thì nghe. Người thế gian họ mê muội như vậy. Xin nói thật với quý vị, Ngài Pháp Tạng đã thành Phật là vị Phật không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài thật sự đã thành Phật. Trong Hoa Tạng thế giới, bậc sơ trụ Bồ Tát cũng không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn phải đợi thành Phật hay sao? Do đâu mà có quá khứ, hiện tại, vị lai? Là do quý vị có phân biệt chấp trước. Nếu quý vị đoạn hết tâm phân biệt chấp trước, thử hỏi còn có mười phương ba đời hay không? Không có. Trong kinh nói có mười, có thập phương, thập pháp giới và lục đạo, thảy đều là do phân biệt chấp trước mà có. Nếu không có phân biệt chấp trước thì cũng không có thập pháp giới và lục đạo, cũng không có các địa vị Bồ Tát, cũng không có chính phẩm Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả đều không có. Vậy thì cõi đó là thế giới gì? Là nhất chân pháp giới. Quý vị mà còn có ý niệm chấp trước kiên cố, khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có tứ độ tam bối cụ phẩm. Nhưng nếu quý vị tâm khai ý giải, không sanh tất cả vọng niệm, quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ ngang hàng với A Di Đà Phật. Đó là nói không có phân biệt chấp trước, thật sự là như vậy. Cho nên Phật tại trong kinh này nói lời chân thật. Phật làm gì có quá khứ, hiện tại, vị lai? Phật là không sanh không diệt, cho nên gọi là Như Lai. Trong kinh Kim Cang có giải thích, gọi Như Lai là không từ nơi nào đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Còn gọi là xưa nay ba đời không rời một niệm. Một niệm thì đúng, hai niệm thì sai. Một niệm thì đúng, hai niệm thì sai. Sai ở chỗ nào? Hai niệm thì biến thành mười pháp giới. Trong một niệm không có mười pháp giới. Ngài chúng ta đem một niệm này biến thành A-di-đà Phật. Một niệm này có thể biến thành A-di-đà Phật. Dùng phương pháp này tuyệt diệu. Còn những pháp môn khác, bất luận dùng phương pháp gì, đến sau cùng cũng là một niệm, cũng là biến thành cảnh giới này, cũng là đến cảnh giới này. Nhưng rất khó, không dễ tu, vì từ vô thủy kiếp cho đến nay, vọng tưởng của chúng sanh cội rễ sâu xa, rất khó khống chế được nó.
Còn pháp môn này là tuyệt, pháp môn này tuyệt diệu ở chỗ nào? Là gồm tất cả vọng tưởng tạp niệm đều quy về một câu A Di Đà Phật này thì thành một niệm. Cái phương pháp này tuyệt diệu, dễ được thành tựu. Quý vị mà hiểu rõ lý luận này thì không còn hoài nghi, cũng không còn nổi dậy vọng tưởng, không còn nghĩ đến tứ độ cửu phẩm, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta không cần nghĩ đến bao nhiêu ngày hoặc bao nhiêu năm mới có thể hòa nở thế Phật. Chúng ta chỉ nhất tâm thành thật niệm Phật thì được giáng sanh vào phẩm vị rất cao. Vì phẩm vị, vì sao vậy? Phẩm vị cao vì tâm quý vị thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Tâm quý vị thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Đây là lời chân thật. Kế tiếp là đảng dĩ thù nguyện độ sanh hiện tại Tây Phương. Nghĩa là chỉ vì hạnh nguyện phổ hiệp, phổ độ chúng sanh, hiện tại có Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Có. Có A Di Đà Phật hay không? Có. Ngài là đến thì hiện thành Phật. Tức có nghĩa là nói Ngài thành Phật không có quá khứ, vị hiện tại, vị lai. Quý vị nên biết điều này. Cho nên trong Kinh Phật có nói một thí dụ như các dòng sông. Có rất nhiều dòng sông khác nhau, hãy đều chảy vào trong biển cả. Quý vị không thể nói một tí nước này là dòng của dòng sông này, một giọt nước kia là của dòng sông kia. Còn có thể phân biệt hay sao? Còn có thể phân biệt dòng nước này chảy trước, dòng nước kia chảy sau hay sao? Không thể phân biệt được. Cho nên tất cả những hình tướng khác biệt hãy đều tiêu mất hết. Thành Phật là như vậy. Cho nên sau khi đã thành Phật thì hết thảy tất cả phân biệt chấp trước hãy đều tiêu mất hết, không còn nổi dậy vọng tưởng. Do đây mới biết nay ý niệm của chúng ta càng ít càng tốt, không nên chấp trước nó. Phật tại trong kinh thường nói là đối với những người có phân biệt chấp trước mà nói. Nói có sai hay không? Không sai. Chỉ cần họ có phân biệt, có chấp trước thì là có tất cả sự vật. Cái có này không phải là thật có. Cái có này là diệu hữu. Diệu hữu là giả có, không phải thật có. Quý vị không nên chấp có thì cảnh giới được nâng cao, thì nó không có. Trong cảnh giới này đích thật có, cảnh giới được nâng cao thì không có. Cho nên A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là thị hiện thành Phật, phát 48 nguyện phổ độ chúng sanh. Khứ Diêm Phù Đề Bá Thiên Câu Thi Na Do Tha Phật Sát. Na Do Tha là ức, Bá Thiên Câu Thi Câu Chi là 10 vạn. Bá Thiên Câu Chi Na Do Tha tức là chúng ta thường nói 10 vạn ức. Bá Thiên Câu Chi là 10 vạn, tức là trong Kinh A Di Đà có nói từ đây đến Tây Phương cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Phải chú ý chữ hữu này. Chữ hữu này là thật có, không phải giả có, không phải là giả thuyết, mà đích thật là có một thế giới Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật hiệu A Di Đà. Nay Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật rồi, hiện nay đang ở Cực Lạc thế giới. Ngài thị hiện thân tướng Phật là Phật quả cứu cánh viên mãn, Phật hiệu là A Di Đà. Thành Phật Dĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp. Ngài thành Phật đến nay được 10 kiếp. 10 kiếp là tính theo thời gian của cõi này chúng ta.
Chúng ta muốn hỏi, còn thời gian ở cực lạc thế giới thì sao? Ở cực lạc thế giới không có quan niệm thời gian. Có quan niệm thời gian cũng là do phân biệt chấp trước mà có. Rời khỏi phân biệt chấp trước thì làm gì có thời gian? Di Lạc Bồ Tát, Ngài làm bộ luận Du Già Sư Địa Luận, Ngài đem tất cả pháp quy nạp thành 660 pháp, tức là 660 đại đoạn, đại loại. Thiên thân Bồ Tát thì cảm thấy 660 đại loại đối với người sơ học vẫn là rất khó tu học. Ngài lại quy nạp thành bách pháp, tức là trăm pháp, có 100 điều để dạy cho người sơ học. Cho nên trăm pháp triển khai ra là tất cả pháp. Tất cả pháp quy nạp thành trăm pháp. Thời gian và không gian đã chiếm một điều trong trăm pháp. Phân loại của trăm pháp chia thành năm đại loại. Loại thứ nhất là tâm pháp. Này chúng ta gọi là tâm lý học, tức là tâm pháp. Loại thứ hai là tâm sở pháp, tức là tác dụng của tâm lý. Loại thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp là vật chất. Loại thứ tư là tâm bất tương ứng hành pháp. Có loại pháp này hay không? Có. Thế nhưng nó không thuộc về tâm pháp, cũng không thuộc về tâm sở pháp, cũng không phải sắc pháp. Này chúng ta nói thời gian là thuộc về loại pháp này, không gian cũng thuộc về loại pháp này. Đây là bất tương ứng hành pháp. Nếu dùng lời hiện nay mà nói thì loại pháp này hoàn toàn là do khái niệm trừ tượng của chúng sanh, tuyệt đối không có sự thật, là khái niệm trừ tượng, hoàn toàn là giả thuyết, không có mảy may sự thật. Cho nên thời gian không phải là thật, còn quá khứ cũng là giả thuyết do chấp trước mà có. Loại thứ năm là vô vi pháp. Phía trước bốn loại đều gọi là pháp hữu vi, có sanh, có diệt, đều là thuộc về pháp sanh diệt. Loại thứ năm, pháp vô vi là không sanh, không diệt. Pháp vô vi có sáu thứ. Thứ sau cùng là chân như vô vi, tức là trong Phật Pháp gọi là chân như bản tánh, đó là thùng chân không vọng. Còn năm thứ vô vi khác là tương tự vô vi, bởi vì nó không thuộc về pháp sanh diệt, cho nên liệt nó vào pháp vô vi như hư không. Hư không nó không có sanh diệt. Hư không thuộc về pháp nào? Hư không thuộc về pháp vô vi, gọi là hư không vô vi. Hư không vô vi. Quý vị nên biết thời gian và không gian, chân tướng của nó là một khái niệm trừ tượng, không có sự thật. Trong kinh nói mười kiếp là Phật hoàn toàn đối với những chúng sanh có vọng tưởng phân biệt chấp trước mà nói. Cho nên nói có thời gian là ở cõi Ta Bà này chúng ta, mà không phải ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới họ không có khái niệm thời gian. Kim hiện tại thuyết pháp, hiện tại A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đang làm những gì? Hiện tại Ngài ở cõi Cực Lạc đang giảng kinh thuyết pháp.
hữu vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn tri chúng cùng kính vi nhiễu. Cho nên nếu chúng ta thật sự muốn nghe diệu pháp thì phải đến Cực Lạc thế giới nghe A Di Đà Phật thuyết pháp. Đây mới là thù thắng. Đây mới là thù thắng. Xin xem phẩm 10 điều nguyện làm Phật. Trong phẩm kinh văn này là nói chúng ta phát nguyện đều được thành Phật. Phật thuyết A Di Đà Phật vi Bồ Tát cầu đắc thị nguyện thời. Câu kinh văn này là tổng kết ở phần trước. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài giới thiệu về A Di Đà Phật bắt đầu từ phẩm 4 mãi cho đến câu kinh văn này. Lúc A Di Đà Phật ngài làm quốc vương, rồi phát nguyện xuất gia và tu hành nhiều kiếp, mãi cho đến hiện tại ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đã thành Phật được 10 kiếp. Đoạn kinh văn kế tiếp: A Xà Vương tử giữ ngũ bá đại trưởng giả, văn chi giai đại hoan hỷ, các trì nhất kim hoa cái, cầu đạo Phật tiền tác lễ, dĩ hoa cái thượng Phật dĩ, khước tọa nhất diện thính kinh, tâm trung nguyện ngôn, linh ngã đẳng tác Phật thời, giai như A Di Đà Phật. Lúc đó đại chúng đang ngồi nghe Phật giảng kinh, thì có một số người liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Số người này cũng không phải là ngẫu nhiên, họ trong đời này cùng chung với nhau tổ chức thành một đoàn thể nhỏ cùng nhau cộng tu. Họ trong đời trước cũng có duyên, bất luận là đoàn thể nào trong pháp thế gian, nay trong đoàn thể nhỏ này họ trong đời trước cũng có duyên. Nếu không có duyên tuyệt đối không bao giờ cùng chung một đoàn thể này. Họ 500 người này cũng là trong đời trước có duyên. Trong đời quá khứ họ là cùng nhau cộng tu, đến đời này họ lại gặp nhau rất là thân thiết. Họ 500 người này sau khi nghe Đức Thế Tôn giới thiệu các thứ trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì họ rất vui mừng. Họ vì muốn tỏ ra mình có lòng cung kính đối với Phật, cho nên họ cúng dường một ít lễ vật cho Phật. Lễ vật đó là gì? Trong kinh nói là cái lọng hoa bằng vàng. Họ dùng lễ vật này để cúng dường Phật. Sau khi cúng dường thì họ ngồi xuống nghe kinh. Bởi vì lúc đó Phật đang giảng kinh, họ tiếp tục nghe. Khi nghe đến đoạn kinh văn này thì họ sinh lòng vui mừng, trong tâm liền động một ý niệm. Họ không nói ra, họ không nói ra ý niệm này. Trong tâm họ chỉ khởi lên một ý niệm: tương lai chúng con thành Phật cũng giống như A Di Đà Phật vậy. Họ khởi lên một cái ý niệm này. Phật có ta tha tâm thông. Trong tâm họ có ý niệm gì thì ngài bị liền biết. Cho nên Phật tức tri chi, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật liền biết được họ đã khởi lên một ý niệm này. Cáo chư tỳ kheo,
thì Phật nói với đại chúng biết: thị vương tự đẳng, hậu đương tác Phật. Đây là Phật thọ ký cho họ. Họ muốn tương lai phải làm Phật, về sau số người này đều sẽ được thành Phật. Bỉ ư tiền thế trụ Bồ Tát đạo, vô số kiếp lai cúng dường tứ bá ức Phật. Đây là nói rõ nghiệp duyên trong đời quá khứ của số người này, cho thấy họ đã trồng thiện căn rất sâu, rất sâu. Trong kinh A Di Đà có nói: không thể lấy chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sanh về cõi Cực Lạc. Cho nên trong đời này niệm Phật được vãng sanh đều là do vô lượng kiếp tu tích thiện căn phước đức mà được thành tựu. Nay trong đời này mới gặp được, không phải là ngẫu nhiên. Số người này họ trong đời quá khứ đã tu Bồ Tát đạo, tức là tu lục đạo, lục độ. Họ cũng là tu tam học lục độ, vô số kiếp lai, tức là đã tu vô số kiếp, không phải một đời, hai đời, ba đời, năm đời, mà là họ đã tu vô lượng kiếp. Họ trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Làm gì có người tu hành trong một đời mà có thể gặp được Phật? Nay chúng ta trong đời này không gặp được Phật. Trong quá trình tu hành, không phải không biết phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới gặp được một vị Phật. Nay số người này họ tu hành đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị nên biết thời gian tu hành của họ vô số kiếp. Đây là nói nhân duyên tu hành của họ trong đời quá khứ. Ca diếp Phật thời, bỉ đẳng vi ngã đệ tử. Ca diếp Phật là vị Phật thứ ba trong hiền kiếp của chúng ta. Thế Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, hay nói cách khác, lúc Ca diếp Phật còn tại thế, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta là hộ minh Bồ Tát, trụ ở cung trời Đâu Xuất, địa vị cũng như Di Lạc Bồ Tát hiện nay vậy. Ngài là hậu bổ Phật. Hiện nay có rất nhiều người tu pháp môn của Di Lạc Bồ Tát, cũng như hiện nay trong cõi thế gian này vậy. Số người này lúc đó là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nói chuyện về thời Ca Diếp Phật. Kim cúng dường ngã, phục tương trị giả, nghĩa là nay ta đã thành Phật, số người này lại đến, lại gặp được ta, họ nay họ đến cúng dường. Đây là nói rõ nhân duyên của họ trong đời quá khứ. Đây là nói rõ nhân duyên của họ trong đời quá khứ. Thời chư tỳ kheo văn Phật ngôn giả, mạc bất đại chi hoan hỷ. Lúc ấy đại chúng nghe Phật nói như vậy, thấy đều rất cung kính họ và cũng rất vui mừng, và nói rõ là nói rõ thiện căn của họ rất sâu dày. Ý nghĩa của trong đoạn kinh văn này là nói như vậy. Trong mi chú của Lý lão cư sĩ có viết mấy hàng chữ như sau. Quý vị xem trong bổn kinh này thì có thể thấy được mấy hàng chữ ở phần này. Lý lão cư sĩ ngài nêu ra là phải cảnh giác ba điều. Chúng ta phải nên cảnh giác ba điều này. Điều thứ nhất, trong phẩm kinh văn này, số người này trong đời quá khứ họ tu Bồ Tát đạo,
Họ trong đời quá khứ tu hạnh Bồ Tát đã từng cúng dường 400 ức Phật. Hiện nay thân phận của họ là gì? Là vương tử và các đại trưởng giả. Coi như họ đã thối chuyển. Thiện căn của họ sâu dày như vậy mà vẫn còn thối chuyển là nguyên nhân gì? Tuy họ đã tu tam học lục độ nhưng chưa có chứng quả. Họ tu hạnh Bồ Tát là phàm phu Bồ Tát, là quyền tiểu Bồ Tát, chưa có chứng quả. Nếu họ là viên giáo sơ tính vị Bồ Tát thì cảnh giới khác hẳn, họ sẽ không thối chuyển. Nay họ đã thối chuyển rồi, thối chuyển làm vị vương tử và các trưởng giả tại gia học Phật. Đây là điều rất đáng sợ, cho thấy được viên chứng tam bất thối là điều rất đáng quý. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mãi mãi sẽ không còn thối chuyển là điều rất đáng quý, rất hiếm có. Điều thứ hai là phải biết rõ, tuy Phật đã nói hậu đường tác Phật, tức về sau sẽ thành Phật. Về sau là lúc nào? Thời gian rất là dài lâu, không phải hôm sau thì thành Phật, cũng không phải năm sau thì thành Phật, mà thời gian về sau tất rất là dài lâu. Lúc nào họ chịu hồi đầu mà thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ thì họ mới thành Phật. Quý vị nghĩ xem, họ tu hành vô số kiếp, đã từng cúng dường 400 ức Phật, nay họ đến nghe Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ thì tâm họ cảm động, liền nảy sanh một ý niệm như vậy: tương lai chúng con thành Phật phải giống như A Di Đà Phật vậy. Nhưng họ không có phát nguyện, họ không có khởi lên ý niệm này. Tây Phương Cực Lạc thù thắng như vậy, chúng con muốn phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới niệm A Di Đà Phật, họ không có khởi lên ý niệm này. Do đây mới biết khởi lên ý niệm kiên định này, muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là điều quá khó, không dễ. Một người khi nghe được pháp môn này thì liền phát tâm niệm Phật, muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là thiện căn phước đức của họ trong đời quá khứ sâu dày hơn vương tử A Xà Thế và 500 vị trưởng giả quá nhiều. Cái pháp môn này đích thật là pháp khó tin. Nguyên nhân là ở tại chỗ này, cho thấy thiện căn phước đức của số người này không có sâu dày lắm. Nay trong kinh Phật có nói, những người lúc lâm chung mà niệm được một câu hoặc 10 câu Phật hiệu, dù họ đã tạo tác tất cả ác nghiệp cũng được giảng sanh. Quý vị nên biết, họ trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn phước đức, nhân duyên sâu dày hơn số người này. Nhưng khi họ sanh đến nhân gian này thì họ mê muội tạo tác vô lượng ác nghiệp. Lúc họ sắp lâm chung có thiện tri thức nhắc nhở họ thì thiện căn trong đời quá khứ của họ liền phát khởi, cho nên lúc lâm chung họ mới niệm được một câu hoặc đến 10 câu Phật hiệu thì được giảng sanh. Đây không phải là chuyện dễ. Cho nay chúng ta may mắn được nghe pháp môn này, mà tin pháp môn này, tiếp nhận pháp môn này, tu học pháp môn này, quý vị phải nên trân quý phần nhân duyên này. Quý vị mà thật sự tin, thật sự phát nguyện, thật sự cầu sanh tịnh độ, tất có nghĩa là thiện căn của quý vị trong đời quá khứ sâu dày hơn thiện căn của họ 400 mức, vì họ không có phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cho nên quý vị vượt hơn họ là đã phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là nói gặp duyên, sớm hay muộn đã trường kiếp lưu chuyển. Tuy Phật có nói về sau họ nhất định sẽ thành Phật, nhưng khi chưa thành Phật họ vẫn là luân hồi trong lục đạo, họ không sao tránh khỏi
họ không ra khỏi tam giới. Quý vị phải biết rõ điều này. Điều thứ ba là Lý Lão Cư Sĩ đưa ra một cảnh cáo quan trọng: nếu không cầu đới nghiệp vãng sanh, không ngu thì cuồng. Là nói nếu quý vị khi nghe được pháp môn này, gặp được pháp môn này mà không phát tâm cầu nguyện vãng sanh, là người ngu si hoặc là người điên cuồng, người cuồng vọng. Lời của Lý Lão Cư Sĩ nói thật là quá hay, đích thật là như vậy. Cho nên thật sự mà hiểu rõ minh bạch sự việc này thì phải có quyết tâm, là quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Hễ có cái quyết tâm này thì đương nhiên quý vị sẽ phát khởi thiện căn. Quý vị sẽ phát khởi thiện căn trong đời quá khứ vô lượng kiếp, thì quý vị mới có lòng tín nguyện kiên cố như vậy. Vả lại rất là tinh sâu. Cho nên thiện căn phước đức của quý vị trong đời quá khứ vượt hơn vương tử A Xà Đế. Hay nói cách khác, quý vị trong đời quá khứ cúng dường chư Phật Như Lai không chỉ 400 bức Phật. Bởi vì cúng dường 400 bức Phật không có phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cho nên quý vị nhất định là vượt hơn họ.